Dương Đình Nghệ. Dương Đình Nghệ có sách như Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim chép là Dương Diên Nghệ, người Ái Châu, làm tướng cho Khúc Hạo. Do chữ Diên và chữ Đình gần giống nhau nên có sự tam sao thất bản. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ngoại kỳ quyển 5 chép là Dương Đình Nghệ, kèm ghi chú Cương Mục ghi Dương Diên Nghệ, người Ái Châu, tức Thanh Hóa. Tài liệu Trung Quốc như Tống Sử quyển 488, Tư Trị Thông Giám, vân vân cũng chép là Dương Diên Nghệ. Ngũ Đại Sử quyển 65 chép như Toàn Thư là Đình Nghệ. Có thể nhầm nét chữ vì chữ Diên và chữ Đình gần giống nhau. Trong số sách ghi họ tên ông là Dương Diên Nghệ có Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Ở phần tiền biên quyển 5 của sách này có ghi chú sách An Nam Kỳ Yếu chép là Đình Nghệ, nay theo sách Cương Mục Trung Quốc đổi lại là Diên Nghệ. Như trên đã nói, Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim chép là Dương Diên Nghệ. Cuốn Đất nước Việt Nam qua các đời của Đào Duy Anh cũng chép là Dương Diên Nghệ. Đời Hậu Lương, Lưu Nghiễm của nước Nam Hán tiếm hiệu vua ở đất Quảng Châu, lấy cớ Khúc Hạo chiếm cứ đất Giao Châu, sai Lý Khắc Chính và Lý Chi Thuần đánh chiếm Giao Châu. Con trai Khúc Hạo là Khúc Thừa Mỹ bị bắt. Dương Đình Nghệ giấy binh đánh bại Lý Khắc Chính. Vua Nam Hán cho Lý Tiến thay làm thứ sử Giao Châu. Dương Đình Nghệ lại vây hãm. Vua Nam Hán sai Trần Bảo đem quân cứu Lý Tiến. Dương Đình Nghệ đón đánh chém Trần Bảo, giữ thành, xưng là Tiết độ sứ. Được 8 năm, Dương Đình Nghệ bị nha tướng Kiều Công Tiễn làm phản, giết chết lên thay. Bối cảnh. Phía Bắc nước Việt tồn tại hai nước lớn là nhà Nam Hán và nhà Lương. Năm 919, Khúc Thừa Mỹ sai sứ sang nhà Lương xin được lĩnh Tiết Việt. Nhà Lương trao cho, vua Nam Hán cả giận. Diễn biến. Mùa thu tháng 7 năm 923, vua Hán sai tướng là Lý Khắc Chính đem quân sang đánh Giao Châu. Lý Khắc Chính bắt được tiết độ sứ Khúc Thừa Mỹ đem về. Vua Hán phong tước cho Dương Đình Nghệ, cho Lý Tiến làm thứ sử Giao Châu, cùng với Lý Khắc Chính giữ thành. Năm 931, Dương Đình Nghệ tìm cách báo thù cho họ Khúc. Ông nuôi 3.000 giả tử con nuôi, đặt ra trường đánh vật, chiêu tập các hào kiệt lấy đại nghĩa khuyến khích họ. Lý Tiến lo sợ, sai người cấp báo cho vua Hán. Cùng năm ấy, Dương Đình Nghệ đem quân vây Lý Tiến. Vua Hán sai Trần Bảo đem quân sang cứu, nhưng đến nơi thì Dương Đình Nghệ đã hạ được thành. Lý Tiến trốn về nước. Trần Bảo vây thành. Dương Đình Nghệ đem quân ra đánh, giết chết Trần Bảo. Dương Đình Nghệ giữ lấy thành, tự xưng là tiết độ sứ, nhận lĩnh Việt Châu. Cái chết. Mùa xuân tháng 3 năm 937, Dương Đình Nghệ bị nha tướng của mình là Kiều Công Tiễn giết chết. Một nha tướng khác của ông là Ngô Quyền kéo quân từ Ái Châu ra đánh Kiều Công Tiễn. Nhận định. Sách Việt Sử Tiêu Án của soạn giả Ngô Thì Sĩ bàn rằng cuối đời Hán Đường phần nhiều nuôi giả tử là vì đương lúc trí lực chọi nhau hay là trong khi hoạn nạn cùng theo nhau, đắc lực trong lúc hoãn cấp, tức thì nhận làm giả tử, không biết rằng lòng lang khó xả, dấu của hớ hênh là xui cho người lấy trộm, thiên tính như thế không thể làm khác được. Đình Nghệ nuôi giả tử đến 3.000 người thì bị nạn, còn hối sao được nữa. Việt Sử Tiêu Án cũng nói thêm Khúc Thừa Mỹ nhận chức quan của Lương mà bị cầm tù ở Ngụy Đình. Dương Đình Nghệ đuổi tướng Hán nhận lấy Châu mà bị nha tướng giết hại. Chuyện có nói rằng nếu không có người bị ngã thì mình nổi lên sao được là nghĩa thế. Tóm lại cũng là bởi lòng trời yếm loạn, muốn mở cơ nghiệp nước ta là một đời chỉ bắt đầu từ đấy. Sách An Nam Chí Lược của soạn giả Lê Tắc quyển đệ thập cửu chép bài Đồ Chí Ca có đoạn cuối đời Hàn thông trung quốc loạn, chuyển vận đường xa bỏ bê trễ, Ngô Quyền Khúc Hạo Kiều và Dương xoán đoạt giành nhau, dân kiệt quệ, họ Đinh đời Tống mới phong vương. Kịp đời Ngũ Đại các người thổ hào ở các châu Giao, Ái là Khúc Hạo, Dương Diên Nghệ, Kiều Công Tiễn, vân vân thay nhau dùng võ lực cướp quyền. Website Người Kể Sử. Video thuộc series nhiều tập xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam, biên niên sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những tập tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể. Cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.